Thời gian qua, nhiều hộ trồng nhãn tại xã Hàm Tử, huyện Khói Châu chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường, mạnh dạn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác. Điển hình là phương pháp ghép cải tạo giống nhãn chất lượng cao. Nhờ đó, sản phẩm nhãn quả tươi đạt chất lượng cao, có đầu ra thuận lợi, bán được giá và mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất. Gia đình ông Quý gắn bó với cây nhãn Biển Thiết được hơn 30 năm nay. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, ông quyết định ghép cải tạo vườn nhãn có diện tích 5 sào sang giống nhãn chín sớm, đường phèn và nhãn ngọt. Ông cho cưa toàn bộ ngọn cây nhãn Biển Thiết để ghép các giống nhãn chất lượng cao. Từ đó, mỗi năm vườn nhãn gia đình ông cho thu từ 100 đến 150 triệu đồng. Bị hiệu quả nhất bây giờ là chuyển về nhãn sớm. Nhưng mà nhãn sớm thì tôi cách đây đã khoảng độ 20 năm tôi đã tuyển rồi nhưng đều không thành công. Không thành công lý do là nó khó ra quả. Và quả thì nó có năm thì nó lại đậu hoa hai nhiều, hoa hai nó bé cho nên doanh thu không cao. Cho nên mình phải tìm cái loại giống nào thật thuần chủng mà nó nhanh ra quả mà nó phải đậu hoa một bán làm sao được khoảng trước tháng 6 thì mới được nhiều tiền. Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Khoái Châu đang định hướng cho hộ trồng các giống nhãn quý, nhãn đặc sản như cùi cổ và đường phèn. Giá các giống nhãn này cao từ 70 đến 120.000 đồng một kg và được khách hàng ưa chuộng. Hợp tác xã cũng khuyến khích các thành viên mở rộng diện tích để bảo tồn và phát triển các giống nhãn quý. Cái nguyên nhân là cái nhãn là cái thứ nhất là cái số lượng nhãn rất nhiều. Từ xưa nay là mình đi sâu vào cái số lượng, những cái giống chất lượng thấp cho nên là nó dẫn rất là nhiều cho nên nó ùn ứ. Những năm được mùa thì nó lại mất giá, như năm nay là được giá thì lại mất mùa. Cho nên là cái một số bà con thì cũng chặt đi để làm giống mới. Thì cũng một là trồng lại, hai ghép cải tạo. Hiện nay các diện tích trồng nhãn Biển Thiết ở huyện Khói Châu không nhiều vì cho năng suất chất lượng quả thấp, giá bán cũng không cao do thoái hóa và chín tập trung. Nhiều hộ trồng nhãn đã phá bỏ để trồng các loại cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hoặc cải tạo lại ghép giống nhãn khác chất lượng, giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường.